Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Mấy ngày gần đây thì rất nhiều bạn có để lại nhận xét cho mình với nội dung chính là hỏi về các cái mẫu xe phiên bản mới chuẩn bị được Honda cho ra mắt trong năm nay. Và video ngày hôm nay mình sẽ cung cấp thông tin sơ lược nhé đến các bạn về 6 mẫu xe. Mình nhắc lại các bạn là 6 mẫu xe chuẩn bị được Honda cho ra mắt trong năm 2020 này, bao gồm các cái tên quen thuộc như sau: Honda S1 2020, Future 2020, Honda Winix 2020, Honda Way Alpha 2020, Honda Vision 2020 và cuối cùng là mẫu xe Honda Lead 2020. Trong số 6 cái tên kể trên thì hiện nay đã có 3 mẫu xe nhá đã được sản xuất và lắp ráp, bao gồm có Honda S1 này, Honda Future và Honda Winix. Còn lại 3 mẫu xe nhá thì đã có những bản thiết kế chính thức rồi. Và sau khi sản xuất xong 3 mẫu xe là S1 này, Future và Winix thì 3 mẫu xe còn lại sẽ được Honda tiến hành. Sau đây để các bạn nhìn nhận một cách chính xác hơn, rõ ràng hơn thì mình sẽ đi cụ thể nhé, từng mẫu xe một như sau. Đầu tiên là mẫu xe Honda S1 nhé. Như các bạn cũng đã biết rồi, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013, cụ thể nhé, là năm 2013. Honda S1 với phiên bản 125 phân khối được coi là phiên bản cỡ nhỏ của chiếc xe tay ga cao cấp SH125 và SH150 đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam chúng ta rồi. Và kể từ đó tới nay thì S1 đã khẳng định được chỗ đứng của bản thân mình ở phân khúc xe tay ga cận cao cấp các bạn nhé, cận cao cấp ở nước ta, bởi thiết kế mang tính này, phong cách của châu Âu cùng với chất lượng đã được khẳng định qua những cái năm các bạn sử dụng rồi và thường được mệnh danh là SH nhỏ các bạn nhé. Và qua từng đời xe của mỗi năm thì S1 cũng đã liên tục bổ sung các cái màu sắc hấp dẫn này, các phiên bản hấp dẫn, đặc biệt là dần dần sở hữu các trang thiết bị cao cấp. Đặc biệt là vào cuối năm 2016 thì chiếc xe đã được bổ sung thêm chìa khóa thông minh Smart Key, trang bị từng xuất hiện nhá trên những cái mẫu xe SH to như SH125 và SH150i. Và đến cụ thể là đến tháng 5 năm 2019 vừa rồi thì Honda lại một lần nữa nhá nâng cấp công nghệ cho SH1 khi giới thiệu phiên bản có sử dụng phanh chống bó cứng ABS cho chiếc xe này. Và trước đây SH1 vốn chỉ được trang bị phanh kết hợp CPS mà thôi. Và đúng như dự đoán của mình thì hiện nay và đến thời điểm này, những thông tin mình cập nhật được chính xác là SH1 phiên bản mới năm 2020 đã được Honda cho sản xuất rồi các bạn nhé. Và tính đến thời điểm này, sau 2 lần chạy thử rồi thì chỉ cần một lần chạy thử thứ 3 nữa là chính thức được Honda cho ra mắt tới thị trường Việt Nam chúng ta mẫu xe Honda SH1 phiên bản mới năm 2020. Thì qua một số thông tin mình cập nhật được thì mình có thể đưa ra một số những cái nội dung thông tin chính của cái mẫu xe này như sau để các bạn có thể tham khảo thêm này. Hiện nay về cơ bản nhá, những cái thiết kế sẽ có sự thay đổi lột xác hoàn toàn hay không thì các bạn cùng mình chờ đón nhá, bởi mình sẽ có những cái video cụ thể hơn để có thể chia sẻ với các bạn từng chi tiết một. Còn hiện nay một số những cái nội dung ví dụ như là cái phần bình xăng thì vẫn để ở dưới yên xe này, kết hợp với đó là một số những cái trang bị tiện ích trên xe vẫn gần như là như vậy, chỉ thay đổi một chút về phần thiết kế thôi. Thì mình sẽ có cụ thể một video để các bạn có thể tham khảo nhé. Và những bạn nào đang quan tâm tới mẫu xe Honda S1 này, một mẫu xe gần như là được các chị em phụ nữ yêu thích rất là nhiều, có vóc dáng khoảng tầm 1m5 đến 1m6 điều khiển mẫu xe này rất là ok, bởi chiều cao yên xe cũng ở mức là phù hợp với vóc dáng người nam chúng ta. Chính vì vậy đây là mẫu xe ở thời điểm này khẳng định được vị thế các bạn nhé, mang đến một sự sang trọng này, tôn dáng cho chị em phụ nữ. Nên với những bạn nào quan tâm tới mẫu xe này thì các bạn nên chờ đợi đi, chờ đợi cái phiên bản Honda SH1 phiên bản mới chuẩn bị được Honda cho ra mắt. Và như thường lệ thông thường đi thì sẽ tháng 5 là thường là cái thời điểm ra mắt mẫu xe Honda SH1. Và chính vì vậy mình vẫn mong chờ nhá, tháng 5 này Honda sẽ ra mắt mẫu xe Honda SH1 tới tất cả mọi người. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào điều kiện các bạn nhá, vì hiện nay cái dịch Covid-19 cũng đang hoành, chính vì vậy mà cái thời gian có thể sẽ bị lùi lại. Thì mình sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới hơn, chính xác hơn để gửi đến các bạn tiếp theo nhé. Rồi nội dung thứ hai là mẫu xe Honda Future. Mẫu xe Honda Future này thì mình có thể nói qua một chút đấy các bạn này. Qua rất nhiều các cái dòng Future khác nhau rồi, thì đến tháng 4 năm 2018 vừa rồi thì Honda tiếp tục nâng cấp, thay đổi lột xác hoàn toàn cho mẫu xe Honda Future phiên bản mới năm 2018 các bạn nhé. Và chính thức là tháng 4 năm 2018 thì mẫu xe Honda Future được ra mắt. Mình nhớ không chính xác đâu, và rất có thể vào khoảng tầm là 25 tháng 4 gì đó thì mẫu xe Honda Future 2018 được ra mắt với những cái sự thay đổi lột xác hoàn toàn, với kiểu dáng phần đầu xe rất giống với những cái mẫu xe tay ga cao cấp mà điển hình là mẫu xe Honda SH nha các bạn nhé. Và hiện nay thì mẫu xe Honda Future cũng giống như mẫu xe Honda SH1 cũng đã chạy thử nghiệm 2 lần rồi. Và mình nếu mặc dịch
cái tình trạng, cái điều kiện dịch mà không xảy ra như này thì chắc chắn mẫu xe Honda Future ấy, mình rất có thể là sẽ ra mắt trong tháng 4 này. Tuy nhiên thì mình cũng nghĩ rồi, chắc chắn sẽ Honda sẽ lui lại và ra mắt cái mẫu xe này sau. Và hiện nay thông tin ấy, mình cập nhật được để gửi đến các bạn ấy, là hiện nay mẫu xe Honda Future thì gần như là không có sự thay đổi gì quá là nhiều, ngoài trừ là cái nội dung và cái phần công tắc tắt bật đèn pha nhá, sẽ được loại bỏ đi và thay vào đó là các bạn khi cần khởi động xe thôi là đèn pha sẽ luôn tự động sáng rồi. Đó là tất cả những giống tất cả những cái mẫu xe hiện nay ra mắt mới của Honda trong năm 2020 này. Còn lại chắc chắn những cái màu sắc cũng như những cái tem xe sẽ được Honda cho thay đổi trên mẫu xe Future 2020 các bạn nhé. Đó là nội dung thứ hai về mẫu xe Honda Future. Thứ ba là mẫu xe Honda Winner X các bạn nhé, Honda Winner X. Và hiện nay mẫu xe này như các bạn cũng đã biết rồi, mới ra mắt vào năm 2019 vừa rồi. Và cụ thể là tháng 7 năm 2019 thì Honda đã ra mắt mẫu xe Honda Winner X, một cái sự kiện ấy được diễn ra rất là long trọng này, tổ chức rất là rầm rộ tại sân vận động Mỹ Đình và rất nhiều các cái nội dung video trước đây mình đã cung cấp gửi đến các bạn rồi. Và hiện nay ở phiên bản năm 2020 này thì Honda tiếp tục thay đổi về phần màu sắc và tem xe để đem đến cho mẫu xe Honda Winner này một cái nhìn mới mẻ hơn, đặc biệt là phiên bản đường đua các bạn nhé. Hiện nay thì trên phiên bản đường đua của Honda Winner X 2019 ấy, có phiên bản HRC với các màu sắc chủ đạo như đỏ, này trắng và xanh. Thì hiện nay trên phiên bản mới này cũng sẽ trên cái nền như mình đã giới thiệu ở video trước rồi. Trên cái nền của phiên bản đường đua HRC sẽ là 4 màu sắc chủ đạo bao gồm xanh dương này, đen, xám và trắng các bạn nhé. Thì các bạn cùng mình chờ đợi đi. Và theo như lịch ý, thì là mùng 1 tháng 4 năm 2020 này sẽ lắp ráp 100 chiếc xe Honda Winner phiên bản mới năm 2020 đầu tiên. Tuy nhiên ý, do cái điều kiện dịch cũng như vậy nên đã lùi lại vào ngày 20 tháng 4 các bạn nhé. 20 tháng 4 sẽ cho lắp ráp mẫu xe này và sẽ nhanh thôi. Khoảng tầm 15 ngày đến 20 ngày thì chắc chắn mẫu xe này sẽ được cho ra mắt tới mọi người. Để các bạn nào yêu thích mẫu xe Honda Winner X, các bạn sẽ được trải nghiệm một mẫu xe hoàn toàn mới, đặc biệt là phiên bản đường đua mới nhé, với các màu sắc chủ đạo như mình nói rồi, xanh dương này, đen này, xám và trắng. Đó là 3 mẫu xe hiện nay đã được Honda sản xuất. Còn 3 mẫu xe tiếp theo là Honda Wayanfa, Vision và Lead ấy, thì hiện nay cũng đã có các bạn nhé, đã có những cái bản thiết kế rồi và theo thông tin mình cập nhật được thì cũng sẽ ra mắt trong năm 2020 này. Vị trí thứ tư là mẫu xe Honda Wayanfa, một mẫu xe số phổ thông được rất nhiều những bạn là học sinh, sinh viên, những người có thu nhập trung bình ấy, lựa chọn mẫu xe này rất là nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là cái địa hình khu vực miền núi phía Bắc như mình thì mẫu xe Honda Wayanfa luôn được cái sự lựa chọn hàng đầu các bạn nhé. Và tháng 1 năm 2017 thì mẫu xe Honda Wayanfa phiên bản 110 phân khối được Honda cho ra mắt các bạn nhé. Honda cho ra mắt và tính đến thời điểm này cũng đã bước sang năm thứ tư rồi. Và mình vẫn hy vọng ấy là Honda Wayanfa sẽ có sự thay đổi vì các nước bạn, ví dụ như là Malaysia, này, Indonesia ấy, đã có những phiên bản Honda Wayanfa hoàn toàn mới rồi. Có kiểu dáng thiết kế khác biệt hoàn toàn nhé so với Honda Wayanfa tại Việt Nam chúng ta. Và trên bản thiết kế ấy, thì mình cũng đã được các bạn chia sẻ thông tin ấy, thì cũng loại bỏ nút tắt bật đèn pha. Kết hợp với đó sẽ có sự thay đổi về phần thiết kế. Tuy nhiên nhiều hay ít thế nào ấy thì mình sẽ cố gắng cập nhật nhiều hơn nữa để có thể gửi đến các bạn qua những cái video cụ thể tiếp theo các bạn nhé. Và hiện nay mẫu xe này vẫn đang là mẫu xe số phổ thông số 1 tại Việt Nam chúng ta, có lượng doanh số bán ra cao nhất các bạn nhé, trong dòng xe số phổ thông. Đó là mẫu xe thứ tư. Tiếp theo là mẫu xe dành cho chị em, đứng ở vị trí thứ năm ấy là mẫu xe Honda Vision. Và mình cũng sẽ nói qua một chút về cái sơ lược lịch sử của mẫu xe này. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2011 thì mẫu xe Honda Vision được Honda sản xuất và gửi đến tay người tiêu dùng Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Và đã có cái phiên bản mới nhé, qua các cái lần thay đổi thì phiên bản mới từ năm 2017, cụ thể là tháng 9 năm 2017 ấy, thì cái mẫu xe này có cái sự vuốt nhọn lại, thiết kế đẹp hơn rất là nhiều. Nó tôn dáng chị em hơn, thiết kế nó có vẻ là nó đẹp hơn này, thanh thoát hơn, một cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Và mình cũng rất mong chờ, đặc biệt là các chị em ấy, rất mong chờ là Honda Vision có những cái sự cải thiện hơn để tiếp tục nhé, tiếp tục ở cái vị trí xe số, cái mẫu xe số 1 tại Việt Nam chúng ta. Trong doanh số bán ra của tất cả các hãng xe luôn thì mẫu xe Honda Vision vẫn đang ở vị trí số 1 các bạn nhé. Trong năm 2020 này thì mẫu xe Honda Vision ấy cũng sẽ có sự thay đổi, thì mình cũng sẽ liên tục cập nhật để các bạn. Nhưng mình chắc chắn một điều, cũng sẽ loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha giống như mẫu xe Honda Lead vào tháng 5 năm ngoái cũng đã có sự thay đổi các bạn nhé. Đó là một số những nội dung về mẫu xe Honda Vision. Và các bạn nào quan tâm ấy, thì các bạn cũng nên chờ đợi đi, vì mẫu xe Honda Vision này cũng là một cái sự trải nghiệm rất là mới, rất là ok. Đặc biệt là các chị em phụ nữ có vóc dáng từ 1m5 đến 1m6 ấy, các bạn điều khiển mẫu xe này rất đẹp và ok luôn nha.
Rồi tiếp theo ở vị trí cuối cùng là mẫu xe Honda Lead. Như các bạn cũng đã biết rồi, vào tháng 5 năm ngoái thì Honda Lead cũng đã trang bị thêm những cái phần tiện ích, đặc biệt là cái phần đèn pha phía trước được chia làm 2 tầng và sử dụng bóng LED các bạn nhé. Đó là một sự thay đổi mới. Tuy nhiên về phần thiết kế tổng thể của xe thì lại không có sự thay đổi nhiều, vẫn là một cái dự án thiết kế từ năm 2017 trở lại đây. Chính vì vậy mà mình cũng rất mong muốn là Honda sẽ thay đổi cho mẫu xe Honda Lead này để có thể đáp ứng lại được cái yêu cầu sử dụng của chị em rất là nhiều. Vì đây là mẫu xe được chị em rất là yêu thích này, bởi có cái cốp rộng lên tới 37 lít các bạn nhé, 37 lít. Và thường thì mẫu xe Honda Lead này như mình cập nhật được ấy thì thường ra mắt vào khoảng tầm tháng 5 các bạn nhé. Và hiện tại ở thời điểm này là tháng 4 rồi, nhưng mà hiện tại vẫn chưa sản xuất. Do đó và qua cái điều kiện sử dụng nữa thì các bạn mình nghĩ sẽ khoảng tầm tháng 6 đến tháng 7 thôi thì mẫu xe này sẽ được cho ra mắt tới các bạn. Và cũng rất là mong rằng mẫu xe này sẽ được lột xác để đem đến một cái nhìn mới mẻ hơn, ok hơn dành cho các chị em phụ nữ. Và ở thời điểm này thì mẫu xe Honda Lead vẫn được các chị em quan tâm rất là nhiều các bạn nhé, rất là nhiều ở thời điểm này. Đó là 6 cái mẫu xe ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình cũng đã sơ lược qua một số những cái lịch sử này, cũng như một số những cái thông tin mình cập nhật được để có thể trả lời được cho các cái câu hỏi của các bạn nhé. Trong những thời gian vừa qua các bạn thường để lại nhận xét cho mình, và ngày hôm nay mình cũng đã trả lời rất là cụ thể chi tiết rồi, để có thể biết được cái vòng đời sản xuất như nào, những cái mẫu xe nào đã được Honda sản xuất, những mẫu xe nào ấy tiếp tục sau đó sẽ được Honda sản xuất và cho đến tay người tiêu dùng Việt Nam chúng ta. Đó là 6 mẫu xe ngày hôm nay mình cập nhật và gửi đến các bạn. Và hiện nay những cái phiên bản năm 2019 trở về trước của 6 mẫu xe này ấy, vẫn đang được các đại lý Honda trên toàn quốc bán các bạn nhé. Nên các bạn có thể nào, các bạn nào mà muốn sở hữu ngay, muốn mua ngay thì các bạn nên chọn ở thời điểm này đi, bởi giá xe của các cái mẫu xe mình vừa giới thiệu đến các bạn ấy luôn có giá xe rất là rẻ, đặc biệt là dòng xe Honda Windix đã giảm đi rất là nhiều rồi các bạn nhé, rất là nhiều. Các bạn nên lựa chọn ở thời điểm này. Đó là một số những nội dung mình muốn chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay, và hy vọng các bạn cùng mình nhé, hóng cùng chờ đón để có thể chờ đón những cái phiên bản mới, những cái mẫu xe mới của Honda trong năm 2020 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.